Trong cái bài báo đó của đăng trên Voa thì họ nói là các viên chức hữu trách ở Đà Nẵng vẫn không vượt qua được sự ngán ngại về những rắc rối chính trị, theo sau kiểu mà họ gọi là bỏ bóng đá người, đem quan điểm lập trường cột vào cổ Pina và De Rose. Xin giáo sư phản biện. Tôi thấy cái lời biện luận của tác giả trên đây nó không có thuận lý mà nó còn ngược ngạo. Mà các ông lại không biết rằng khi ông Francisco de Pina. và ông Alex Jones đến đây đó để ghi âm, mục đích của ông ấy là để truyền giáo phục vụ cho nhu cầu cần thiết tranh đánh chiếm Việt Nam của Vatican, chứ không phải phục vụ cho đất nước Việt Nam. Và lại ông Francisco de Pina. là cái người đi tiên khởi thì các ông lại không đề cao. Đấy, điều thứ ba nữa là cái công trình chữ quốc ngữ á, cái người công nhiều hơn ông Alain Rốt là ông Francisco de à, Pina. đấy, các ông lại đề cao cái ông Alain Rốt chỉ vì ông ấy là người Pháp. Nhưng mà rồi đó là cái chữ đó không phải là chữ ngày nay. Suốt 300 năm, 400 năm dân tộc Việt Nam ta đã người trước kế người sau đóng góp cải tiến nó mới thành chữ quốc ngữ ngày nay. Các ông vơ vào, các ông ấy cột vào cho ông Alexander Rốt, rồi các ông lại kèm theo ông Pina để các ông nói rằng là những người, nhưng mà thực ra là chủ đích các ông tôn vinh cái ông Alexander Rốt mùng với dã tâm là làm khỏa lấp cái tội ác của Alexander Rốt đối với dân tộc Việt Nam. Tiếp theo trong cái bài báo này thì họ nói là dù muốn dù không cũng phải thừa nhận là ông Francisco de Pina và Alexandre Rốt đã giúp Việt Nam trở thành một trong số rất ít quốc gia ở châu Á có hệ thống ký tự Latin. Nhờ vậy người Việt dễ học, dễ đọc, biết tiếp cận các ngôn ngữ khác ở Tây phương hơn. Xin giáo sư cho ý kiến. Tôi xin nói rõ đây là các ông đã đánh cháo khái niệm, đem cái việc tôn vinh chữ quốc ngữ giống như là treo cái đầu dê để tôn vinh ông Alexander Rốt giống như cái miếng thịt chó, chả có gì khác cả. Thực ra họ đi đến đâu là họ sử dụng cái nghề ký âm đó để truyền thông đối với các dân bản địa. Thí dụ như họ đến nước Ấn Độ, nước Trung Hoa, nước Nhật Bản hay các nước khác, họ đều làm như vậy cả. Mục đích của họ công việc này là để phục vụ cho cái nhu cầu đi truyền giáo, chuẩn bị cho cái bước đường xâm lăng đất nước người ta. Đó là cái nghề của họ. Cái ghi ký âm là nghề của các ông đi truyền giáo. Ông đi đến đâu ông phải học ký âm để thuận tiện cho cái việc truyền giáo của các ông, chứ không không có mục đích gì phục vụ cho cái đất nước Việt Nam chúng tôi cả. Nước Việt Nam không phải là cái duy nhất. Ngày nay người ta cái chữ quốc ngữ mà nó được như vậy là cái công đóng góp của cái dân tộc Việt Nam từ thế kỷ thứ 17 cho đến nay suốt mấy trăm năm, mà cái công lớn nhất là của cụ Hồ Chí Minh đã phát động được cái phong trào Bình dân học bộ, cho nên cái chữ quốc ngữ nó mới phát triển được như vậy. Xin nhắc lại cái hệ thống ký âm hóa Latin này nó đã có từ lâu và ở nhiều nước khác trước Việt Nam, nhưng mà nước người ta vì cái lòng tự tôn người ta không bị xâm lăng, cho nên là không có cái mục giống như là ông vua Khải Định Bù Nhìn ban hành cái lệnh mà cấm không dùng chữ nôm cũ, để mà cấm không được dùng chữ Hán mà bắt được buộc phải dùng chữ quốc ngữ. Thì dân Việt Nam trong cái thời bị trị thì không có gì hơn là phải phải dùng cái chữ đó tạm thời, nhưng mà nó đã thành cái nếp rồi. Thì đến lúc ông Hồ Chí Minh lãnh đạo phong trào khởi nghĩa vào năm 1945 thì ông ấy, nhưng mà lúc bây giờ là vì dân vẫn còn dốt đạo, chỉ có độ 2-3% là biết chữ thôi, còn đại đa số là dân mình không biết chữ. Do đó ông Hồ Chí Minh ấy phát động cái phong trào Bình dân học vụ để nâng cao dân trí lên bằng cách là phải học chữ quốc ngữ cấp tốc bằng cái phong trào Bình dân học vụ. Thì cái công lao ấy không phải là công lao của mấy người truyền giáo từ đời xưa mà công lao từ đời này đến đời khác trong mấy trăm năm của dân tộc Việt Nam. Chả có gì cả, ai cũng có cái chữ để viết, chẳng có ai để tôn vinh cả. Nhưng mà nếu tôn vinh thì cũng ok, tôn vinh cái chữ quốc ngữ thì nó không có gì cả. Nhưng mà là các ông lại bắt quặp treo đầu dê bán thịt chó bằng cách tôn vinh cái bọn truyền giáo tội đồ của dân tộc. Mục đích của các ông á để tôn vinh cái ông Alain Rốt này để khóa lấp những cái chuyện tổ tiên ông cha các ông đã cấu kết với lại liên minh giặc Pháp xâm lăng đánh chiếm Việt Nam, và ngày nay các ông có cái mặc cảm tự ti
nhưng mà tìm cách để xóa bỏ cái mặc cảm tự ti đó bằng cách tôn vinh ông Alexander Rhodes lên hàng cha đẻ ra chữ quốc ngữ. Cái điều đó sai lầm. Các ông có thể dùng cái thủ đoạn đó để che giấu, lường gạt nhân dân Việt Nam, nhưng mà nhân dân Việt Nam rất lúc nào cũng tỉnh táo nhìn ra cái bộ mặt thật lươn lẹo của các ông. Cũng trong bài báo mà đăng trên Voa đó, thì cái người viết bắt đầu dùng cái chiêu thoá mạ 12 người tiên phong trong việc chống ghi công ông De Pina và Alexander Rhodes, cho rằng họ chỉ rành chữ quốc ngữ mà thôi. Vốn liếng của họ về Hán Nôm chỉ có thể là phân biệt tướng sĩ tượng xe pháo mã thôi. Xin quý vị, xin giáo sư nhận xét về cái quan điểm này. Tôi nhận xét về cái vấn đề này là các ông bí lối, cho nên các ông đã đánh cháo khái niệm. Không có ai chống chữ quốc ngữ, nhưng mà các ông bảo người ta chống chữ quốc ngữ, người ta chống ông, các ông tôn vinh ông Alexander Rhodes với lại ông Franco De Pina thôi. Nhưng mà ông đánh cháo cái khái niệm, rồi ông bảo rằng người ta chống chữ quốc ngữ, rồi các ông dùng những cái lời, tôi có thể nói cái lời hạ cấp, thiếu văn hóa, giống như những cái lời mà ông Alexander Rhodes đã viết ở trong cái cuốn Phép Giảng 8 Ngày, để rồi thoá mạ những cái người phản biện. Điều đó các ông làm những cái việc tôi thấy là nó thiếu lương thiện của người trí thức. Tôi cũng nhân tiện đây á, nói về cái chữ Nôm, cái chữ Hán đó, thì tiền nhân ta đó đã lâu lắm rồi, từ bao nhiêu thế kỷ đã sử dụng nó cũng rất là văn minh. Thí dụ như là thế kỷ thứ 11, ông Lý Thường Kiệt đã làm ra cái bài thơ Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, tiệt nhiên định phần tựa thiên thư, như hà nghịch lộ, lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khan thử bài hư. Rồi kế đến là ông Trần Hưng Đạo đã làm ra cái bài Hịch Tướng Sĩ. Cái bài này là một ác văn chương tuyệt tác mà đến bây giờ vẫn còn truyền tục. Sau ông Trần Hưng Đạo đến ông Nguyễn Trãi đã làm một cái bài Bình Ngô Đại Cáo. Thiết tưởng rằng tất cả những người gọi là có kiến thức, gọi là trí thức, ai cũng biết cái chuyện đó. Thế thì nước mình đã văn minh như vậy đã từ lâu rồi, mà bây giờ là các ông lại ngược trở lại là làm như là nước chúng tôi, nước Việt Nam của chúng tôi là không có các nhà truyền giáo, là một cái nước mọi rợ, nước dã man. Mà cái điều mà các ông đã khinh miệt nước Việt Nam cũng như nhiều nước khác là mọi rợ dã man, nó rải rác trong rất nhiều tác phẩm, mà do chính những người bên Thiên Chúa Giáo của các ông nói chứ không ai ở xa. Thí dụ như là cái cuốn Phép Giảng 8 Ngày của các ông, rồi cái cuốn Lịch Sử Công Giáo của ông Linh Mục Bùi Đức Sinh cũng nói rõ như vậy. Trong cái cuốn Linh Mục, cuốn Lịch Sử Công Giáo của ông Bùi Đức Sinh nói rõ nơi trang 200 cho đến 208 ở phần 1, ông ấy dùng không biết bao nhiêu những cái từ mọi rợ dã man, man di để nói về những cái dân tộc không nằm trong cái hệ thống quyền lực của Giáo hội La Mã. Trong cái bài Vo này nó cũng nhắc lại cái lý luận của họ là sở dĩ giới nghiên cứu văn hóa lịch sử đề cao vai trò của Alexander Rhodes vì ông có công xuất bản hai cuốn sách đầu tiên bằng chữ quốc ngữ, đó là Từ Điển Việt Bồ La và Phép Giảng 8 Ngày, như là giấy khai sinh cho chữ quốc ngữ. Về cái vấn đề này thì chúng tôi đã nói lần trước rồi. Nói về cái cuốn Việt, Từ Điển Việt Bồ La thì đối với dân tộc Việt Nam chả ai xài cả, bởi vì người ta học tiếng Việt với tiếng Anh hay tiếng Việt với tiếng Pháp, chứ không ai học tiếng Việt với tiếng Bồ, cũng không ai học tiếng Latin cả, ngoại trừ những người gọi là trong cái hệ thống quyền lực của Giáo hội La Mã. Về cái cuốn Phép Giảng 8 Ngày thì tất cả các nhà trí thức đều nhìn thấy cái nội dung của nó là cái công cụ chửi bới cái tôn giáo của cổ truyền của dân tộc Việt Nam, mà sao lại gọi cái cuốn chửi bới các truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam là cái giấy khai sinh cho chữ quốc ngữ, thì tôi thấy quả như là cưỡng từ đoạt lý, một cái ngôn từ không thể nào mà chấp nhận được, chỉ có những người thiếu văn hóa mới nói như vậy. Và sau cùng là chúng tôi trích ra một cái câu mà chúng tôi đọc hoài không hiểu, chỉ vì cái chuyện mà 12 vị trí thức không có đồng ý chuyện vinh danh ông Alexander Rhodes mà quý vị ấy viết như thế này: những tông đồ của u mê thiển cảnh ấy không chỉ làm tổn thương những người thật sự dành thời gian, trí lực, sức lực cho việc nghiên cứu khoa học, xã hội và nhân văn. Rồi họ còn nói là 12 tông đồ còn cho thấy kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục đối diện với vô số vấn nạn khó lường.
cả về tính chất lẫn mức độ và khó mà tìm ra lối thoát. Vì các tông đồ vẫn là những nhân vật có thế giá, vẫn chi phối toàn bộ hoạt động nghiên cứu khoa học, xã hội và nhân văn tại Việt Nam. Thưa giáo sư có hiểu họ nói cái gì không? Thú thực, cái đoạn văn trên đây mà tôi đọc thì mới đầu tôi cũng rất là ngơ ngác, không hiểu ý họ nói cái gì. Phúc cái gì mà phải là mà nói rằng là sụp đổ cả tất cả những cái công trình nghiên cứu khoa học, xã hội và nhân văn. Chỉ vì không có tôn vinh ông Alexander, nó thật là vô lý đến cực kỳ, đến đứa bé 9, 10 tuổi nghe nó cũng không lọt được vào tai. Tôi xin nói rõ là đây là một cái công trình bao lâu họ đổ ra, từ cái chữ mà họ mưu đồ trong người, họ tranh đấu làm sao để mở trường dạy học để trong người. Rồi sau đó họ tìm đủ mọi cách, lần lần từng bước một đi đến cái chỗ để mà tôn vinh ông Alexander Roth dưới cái vỏ bọc gọi là tôn vinh chữ quốc ngữ. Nói khác đi là dưới cái thủ đoạn treo đầu dê, treo đầu dê trong cái vấn đề tôn vinh chữ quốc ngữ để bán cái miếng thịt chó tôn vinh cái thằng tội đồ dân tộc là thằng cố đạo dòng tên Alexander Roth. Chứ có thế thôi, người ta không phản bác cái chuyện tôn vinh chữ quốc ngữ, nó đã lợi dụng cái chữ tôn vinh chữ quốc ngữ để nó được tồn tại. Nhưng mà bên trong thực chất nó làm cái công việc là bán miếng thịt chó của thằng tội đồ, tôn vinh thằng tội đồ cố đạo Alexander Roth thì người ta phản biện, người ta chống đối. Người ta chống đối cái việc vinh danh cái thằng tội đồ này chứ đâu có phải là chống đối cái chữ quốc ngữ. Điều này chứng tỏ là đây một cái công trình rất là lâu dài, to lớn mà người ta đã theo đuổi, đã dự kiến, đã hoạch định từ lâu lắm rồi. Mà cái chuyến đi của ông giáo sư Nguyễn Đăng đi Iran đó để tôn vinh cái thằng cố đạo tội đồ này đó là cái chuyến đi để mà bắt đầu khởi phát mạnh mẽ, nghĩa là phóng ra những cái chiến dịch mạnh mẽ để mà tiến tới đến cái mục đích cuối cùng của họ là tôn vinh hay là phục hồi cái quyền lực của giáo hội La Mã tại Việt Nam. Nó ăn khớp với những cái sự phản đối của mấy cái thằng giám mục như là Nguyễn Thái Hợp vừa rồi. Cái kế hoạch này của bọn người nhận giặc làm cha này đó, nó là trường kỳ mai phục. Cho nên bây giờ mà không được thì họ còn tiếp tục, họ tranh đấu, họ sẽ chờ cơ hội thuận tiện, họ lại làm nữa, làm cho đến khi nào mà được thì mới thôi. Trừ trường hợp cái chính quyền ta nhận thức được cái vấn đề này, phải diệt nó ngay từ bây giờ, từ khi nó còn trứng nước thì mới đất nước mình mới được yên ổn được. Nó làm những cái chuyện gọi là láo tuyết như vậy, nói bậy nói bạ theo cái châm ngôn gọi là hoang ngôn thiên lập thành chân, nghĩa là nó cứ làm đi làm lại làm hoài, nó làm dở. Giống như cái chuyện ông Giê-xu không phải là người Thiên Chúa, nó cứ bảo là người Thiên Chúa. Ông Giê-xu không, bà Mary không phải là người đồng trinh, nó cứ bảo là người đồng trinh. Thế là cho 2000 năm bây giờ có nhiều người rất là có trí thức vẫn còn tin như vậy. Đó là cái thủ đoạn gian manh của nó, đã có truyền thống từ mấy ngàn năm nay, nó cứ tiếp tục làm như vậy. Chúng tôi nghĩ rằng còn rất nhiều những câu nói của họ rất là chướng tai. Đến đây chúng tôi xin tạm ngưng và xin hẹn quý vị gặp lại cái phần 3 của cái đề tài này.